Giải thích phẩm tán hoa thứ 29, kinh. Bây giờ Thích Đề Hoàn Nhân và trời bốn thiên vương trong ba ngải đại thiên thế giới, cho đến các trời sắc yếu cánh nghĩ rằng: Tuệ mạng tu Bồ Đề muốn tưới mưa pháp, chúng ta nên hóa làm hoa giải trên Phật, Bồ Tát Maha Tát, Tỳ Kheo Tăng tu Bồ Đề và Bát Nhã Ba La Mật. Thích Đề Hoàn Nhân và chư thiên trong ba ngải đại thiên thế giới hóa làm hoa giải trên Phật, Bồ Tát Maha Tát, Tỳ Kheo Tăng và tu Bồ Đề cũng cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Bấy giờ ba ngàn đại thiên thế giới hòa đều cùng khóc giữa hư không, hóa thành đài hoa đoan nghiêm thủ diệu. Tâm tu Bồ Đề nghĩ rằng: hoa của các thiên tử dài đây, trên trời chưa từng thấy loại hoa như vậy. Đây là hoa biến hóa, chẳng phải hoa từ cây sinh. Hoa các thiên tử ấy dài từ cây tâm sinh ra, chẳng phải từ cây sinh ra. Thích Đại Hoàn Nhân biết tâm tu Bồ Đề nghĩ, nói với tu Bồ Đề rằng: đại đức, hoa ấy là hoa, chẳng phải cây sinh ra, cũng chẳng phải cây tâm sinh ra. Tu Bồ Đề nói với Thích Đề Hoàn Nhân rằng: Kiều Thi Ca, ông nói hoa ấy là hoa, chẳng phải cây sinh, cũng chẳng phải cây tâm sinh. Kiều Thi Ca, hoa ấy nếu là pháp, chẳng phải sinh, chẳng gọi là hoa. Thích Đề Hoàn Nhân nói với Tu Bồ Đề rằng: đại đức, chỉ có hoa ấy chẳng sinh, hay sắc cũng chẳng sinh, thọ tưởng hành thức cũng chẳng sinh. Tu Bồ Đề đáp: Kiều Thi Ca, chẳng phải chỉ hoa ấy chẳng sinh, sắc cũng chẳng sinh. Nếu chẳng sinh là chẳng gọi là sắc, thọ tưởng hành thức cũng chẳng sinh. Nếu chẳng sinh là chẳng gọi thức. Sáu nhập sáu thức, sáu xúc, sáu xúc làm nhân duyên sinh thọ cũng như vậy. Thí ba la mật chẳng sinh, nếu chẳng sinh là chẳng gọi là thí ba la mật. Cho đến bát nhã ba la mật chẳng sinh, nếu chẳng sinh là chẳng gọi bát nhã ba la mật. Nội không chẳng sinh, nếu chẳng sinh là chẳng gọi nội không. Cho đến vô pháp hữu pháp không chẳng sinh, nếu chẳng sinh là chẳng gọi vô pháp hữu pháp không. Bốn niệm xứ chẳng sinh, nếu chẳng sinh là chẳng gọi bốn niệm xứ. 18 pháp không trùng chẳng sinh, nếu chẳng sinh là chẳng gọi 18 pháp không trùng. Cho đến trí nhất thiết trùng chẳng sinh, nếu chẳng sinh là chẳng gọi trí nhất thiết trùng. Luận. Thích Đề Hoàn Nhân và chư thiên nghe Tu Bồ Đề nói nghĩa bát nhã, tất cả pháp đều là pháp, đều là thật tướng, không có chỗ phân biệt. Tuy nói không mà đối với các pháp không có phá gì, cũng không mất các hành nghiệp và quả báo. Hàng thanh văn ở trước Phật nói được pháp thậm thâm ấy, Thích Đề Hoàn Nhân vân vân đều hoan hỷ nghĩ rằng: Tu Bồ Đề nói pháp không ngại không chướng, thí như mưa đúng thời, như có quốc độ tưới tổng hạt giống và mọi sự cần dùng nước, thường khổ vì không đủ nước. Nếu đúng thời được mưa xuống khắp, thấm ướt hết thảy, mọi điều như nguyện, pháp tiểu thừa cũng như vậy. Lúc đầu mỗi mỗi tán thán bố thí, chỉ giới, thiền định, quán vô thường, vân vân, có hạn lượng, sau cuối mới nói niết bàn. Còn trong đây, Tu Bồ Đề nói rõ từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật đạo, chỉ nói pháp thật tướng không phân biệt gì. Thí như mưa lớn thấm ướt khắp Diêm Phủ Đà, không chỗ nào không thấm. Lại như đất trước tuy có hạt giống lúa, không mưa thời không mọc, hành giả cũng như thế. Tuy có nhân duyên không gặp được mưa pháp, thời người đã phát tâm lại thối, người chưa phát khựng lại. Nếu gặp được mưa pháp, thời người đã phát tâm được tăng trưởng, người chưa phát sẽ phát. Vì vậy nên nói như mưa trận mưa pháp. Lại nữa, thì như gió giữ bụi đất, sức nóng hơi độc vân vân, gặp mưa thời tiêu diệt, mưa pháp cũng như vậy. Đất bụi ác giác quán, ba độc bất thiện, gió giữ tà kiến, ác trùng tà sư, các ác tri thức ấy gặp được mưa bát nhã ba la mật, thầy trừ diệt hết. Người mong trời mưa đúng thời nên cúng dường trời, trời nghe mưa pháp rất có lợi ích nên muốn cúng dường pháp, nghĩ rằng: chúng ta thả biến hóa làm hoa giải trên Phật, Bồ Tát, Tỳ Kheo Tăng và Tu Bồ Đề cũng cúng dường bát nhã ba la mật, vì Tu Bồ Đề khéo nói bát nhã ấy kính ngài tất trọng, gọi là chân cúng dường. Bát nhã ba la mật ấy phần nhiều nói về các pháp không. Lại trên nói muốn được như người biến hóa nghe pháp, theo tướng đó nên lấy hoa biến hóa cúng dường. Lại nữa, chư thiên lúc đường hoàn hỷ bèn khởi tâm cúng dường, không đè trở lại lấy nhiều biến hóa làm hoa giải trên Phật, Tu Bồ Đề, các Bồ Tát, Tỳ Kheo Tăng và Bát Nhã Ba La Mật. Hoa giải trên Phật là cúng dường Phật bảo, giải trên Bồ Tát, Tu Bồ Đề và Bát Nhã Ba La Mật là cúng dường pháp bảo.
Giả trên tỳ kheo tăng là cúng dường tam bảo. Nghĩ như vậy rồi, tùy ý biến hóa cúng dường tam bảo. Đại phước đức thành tựu nơi sở nguyện, theo tâm đều được như ý, không cầu nơi khác. Hỏi: Đại hòa đoàn nghiêm là do sức của ai? Đáp: Đó là sức của chư thiên. Chư thiên phước đức tự tại nên có thể làm nhỏ thành lớn. Có người nói đó là thần lực của Phật. Phật do Bát Nhã Ba La Mật này có công đức lớn, trong lúc tạo nhân ít mà quả báo rất lớn, thành tựu Phật đạo. Thế nên hiện ra sự lạ ấy, Tu Bồ Đề liền phân biệt, biết ngay chẳng phải là hoa thật. Thích Đại Hoàn Nhân biết Tu Bồ Đề đã hiểu hoa biến hóa đó, nên nói với Tu Bồ Đề rằng: Đại đức, hoa ấy là hoa chẳng phải sinh. Hoa chẳng phải sinh là nói hoa ấy vô sinh, không, không có xuất sinh. Tu Bồ Đề nói Bát Nhã Ba La Mật, các pháp vô sinh không tịch ấy, nên lấy hoa vô sinh để cúng dường. Cây tầm là chư thiên theo ý nghĩ liền được, nói cốt yếu, cây trời ứng theo ý muốn nghĩ liền đến, nên nói cây tâm. Thích Đại Hoàn Nhân nạn hỏi Tu Bồ Đề nên nói hoa ấy vô sinh, cớ sao nói hoa ấy không từ cây sinh? Tu Bồ Đề gạn lại rằng: Nếu không sinh, cớ sao gọi là hoa? Nơi pháp không sinh không có phân biệt là hoa hay chẳng phải hoa. Bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân tâm phục mà hỏi: Chỉ là hoa không sinh, các pháp cũng không sinh ư? Tu Bồ Đề đáp: Chẳng phải chỉ là hoa không sinh, mà sắc cũng không sinh. Vì cớ sao? Vì nếu một pháp không, thời hết thảy pháp đều không. Nếu hành giả đối một pháp không, thời hết thảy pháp đều không. Nếu hành giả đối một pháp quyết định biết rõ là không, thời đối hết thảy pháp cũng rõ ràng. Nếu năm uẩn không sinh, thời chẳng phải tướng năm uẩn, cho đến trí nhất thiết trụ cũng như vậy. Kinh. Bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân nghĩ rằng tuệ mạng Tu Bồ Đề có trí rất sâu, không phá hoại giả danh mà nói hết thật tướng các pháp. Kinh Đại Bát Nhã ghi: Không trái giả danh. Phật biết tâm niệm của Thích Đại Hoàn Nhân, nói với Thích Đại Hoàn Nhân rằng: như vậy, kiểu thi ca, Tu Bồ Đề có trí rất sâu, không phá hoại giả danh mà nói thật tướng các pháp. Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Đại đức Tu Bồ Đề không phá hoại giả danh mà nói thật tướng các pháp như thế nào? Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân: Sắc chỉ là giả danh, Tu Bồ Đề không phá hoại giả danh mà nói hết thật tướng các pháp. Thọ tưởng hành thức chỉ là giả danh, Tu Bồ Đề cũng không phá hoại giả danh mà nói thật tướng các pháp. Vì cớ sao? Vì thật tướng của các pháp không có hoại và chẳng hoại, nên Tu Bồ Đề nói cũng không có hoại và chẳng hoại. Mắt cho đến ý và xúc làm nhân duyên sinh các thọ cũng như vậy. Thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Tu quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, đạo Bồ Tát, Phật đạo nhất thiết trí, trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Tu Đà Hoàng cho đến A La Hán, Bích Chi Phật, Phật chỉ là giả danh, Tu Bồ Đề không phá hoại giả danh mà nói thật tướng các pháp. Vì sao? Vì thật tướng của các pháp ấy không có hoại và chẳng hoại. Tu Bồ Đề nói cũng không có hoại và chẳng hoại. Như vậy, kiểu thi ca, Tu Bồ Đề không phá hoại giả danh mà nói thật tướng các pháp. Tu Bồ Đề nói với Thích Đại Hoàn Nhân rằng: như vậy, kiểu thi ca, như Phật nói các pháp chỉ là giả danh, Bồ Tát Ma Ha Tát nên biết như vậy, các học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Kiểu thi ca, Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy là chẳng học sắc, chẳng học thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì không thấy sắc là cái sẽ có thể học, không thấy thọ tưởng hành thức là cái sẽ có thể học. Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy là không học thí Ba La Mật. Vì sao? Vì không thấy thí Ba La Mật là cái sẽ có thể học, cho đến không học Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì không thấy Bát Nhã Ba La Mật là cái sẽ có thể học. Học như vậy là không học nội không cho đến vô pháp hữu pháp không. Vì sao? Vì không thấy nội không cho đến vô pháp hữu pháp không là cái sẽ có thể học. Học như vậy là không học bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Vì sao? Vì không thấy bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung là cái sẽ có thể học. Học như vậy là không học quả Tu Đà Hoàn cho đến trí nhất thiết chủng. Vì sao? Vì không thấy quả Tu Đà Hoàn cho đến trí nhất thiết chủng là cái sẽ có thể học. Bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân nói với Tu Bồ Đề rằng: Bồ Tát Ma Ha Tát, vì sao không thấy sắc cho đến không thấy trí nhất thiết chủng? Tu Bồ Đề đáp: Sắc, sắc không cho đến trí nhất thiết chủng, trí nhất thiết chủng không. Kiểu thi ca, sắc không, không học sắc không
cho đến trí nhất thiết chủng không, không học trí nhất thiết chủng không. Kiểu thi ca nếu không học không như vậy, ấy gọi là học không vì không hai. Bồ Tát Ma Tát học sắc không vì không hai, cho đến học trí nhất thiết chủng không vì không hai. Nếu học sắc không vì không hai, cho đến học trí nhất thiết chủng không vì không hai, là Bồ Tát Ma Tát có thể thí ba la mật vì không hai, cho đến có thể học bát nhã ba la mật vì không hai, có thể học bốn niệm xứ vì không hai, cho đến có thể học 18 pháp không chung vì không hai, có thể học quả Tu Đà Hoàn vì không hai, cho đến có thể học trí nhất thiết chủng vì không hai. Bồ Tát ấy có thể học vô lượng vô biên vô số Phật pháp. Nếu có thể học vô lượng vô biên vô số Phật pháp, là Bồ Tát không vì sắc tăng mà học, không vì sắc giảm mà học, cho đến không vì trí nhất thiết chủng tăng mà học, không vì trí nhất thiết chủng giảm mà học. Nếu không vì sắc tăng học, giảm học, cho đến không vì trí nhất thiết chủng tăng học, giảm học, Bồ Tát ấy không vì nhiếp thọ sắc nên học, không vì hoại diệt sắc nên học, cũng không vì nhiếp thọ thọ tưởng hành thức nên học, cũng không vì hoại diệt thọ tưởng hành thức nên học, cho đến cũng không vì nhiếp thọ trí nhất thiết chủng nên học, cũng không vì hoại diệt nên học. Xá Lợi Phất nói với Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát học như vậy, không vì nhiếp thọ sắc nên học, không vì nhiếp thọ sắc nên học, không vì hoại diệt sắc nên học, cho đến trí nhất thiết chủng cũng không vì nhiếp thọ nên học, cũng không vì hoại diệt nên học. Tu Bồ Đề nói, Bồ Tát Ma Ha Tát nếu học như vậy, không vì nhiếp thọ sắc nên học, không vì hoại diệt sắc nên học, cho đến trí nhất thiết chủng cũng không vì nhiếp thọ nên học, cũng không vì hoại diệt nên học. Tu Bồ Đề, vì nhân duyên gì Bồ Tát Ma Ha Tát không vì nhiếp thọ sắc nên học, không vì hoại diệt sắc nên học, cho đến trí nhất thiết chủng cũng không vì nhiếp thọ nên học, cũng không vì hoại diệt nên học. Tu Bồ Đề nói, sắc ấy không thể nhiếp thọ, cũng không có người nhiếp thọ sắc, cho đến trí nhất thiết chủng không thể nhiếp thọ, cũng không có người nhiếp thọ, vì trong ngoài không. Như vậy Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát không nhiếp thọ hết thảy pháp nên có thể đạt đến trí nhất thiết chủng. Khi ấy Xá Lợi Phất nói với Tu Bồ Đề rằng, Bồ Tát Ma Ha Tát học bát nhã ba la mật như vậy có thể đạt đến trí nhất thiết chủng ư? Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát Ma Ha Tát học bát nhã ba la mật như vậy có thể đạt đến trí nhất thiết chủng vì không nhiếp thọ tất cả pháp. Xá Lợi Phất nói với Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát đối với tất cả pháp không nhiếp thọ, không hoại diệt mà học, thời làm sao có thể đạt đến trí nhất thiết chủng? Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành bát nhã ba la mật, chẳng thấy sắc sinh, chẳng thấy sắc diệt, chẳng thấy sắc thọ, chẳng thấy sắc chẳng thọ, chẳng thấy sắc nhơ, chẳng thấy sắc sạch, chẳng thấy sắc tăng, chẳng thấy sắc giảm. Vì sao? Xá Lợi Phất, vì sắc, sắc tánh không, thọ tưởng hành thức, cũng chẳng thấy sinh, cũng chẳng thấy diệt, cũng chẳng thấy thọ, cũng chẳng thấy chẳng thọ, cũng chẳng thấy nhơ, cũng chẳng thấy sạch, cũng chẳng thấy tăng, cũng chẳng thấy giảm. Vì sao? Vì thức, thức tánh không, cho đến trí nhất thiết chủng, cũng chẳng thấy sinh, cũng chẳng thấy diệt, cũng chẳng thấy thọ, cũng chẳng thấy chẳng thọ, cũng chẳng thấy nhơ, cũng chẳng thấy sạch, cũng chẳng thấy tăng, cũng chẳng thấy giảm. Vì sao? Vì trí nhất thiết chủng tánh không. Như vậy Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát vì tất cả pháp chẳng sinh chẳng diệt chẳng thọ, chẳng bỏ chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng hợp chẳng tán, chẳng tăng chẳng giảm, nên học bát nhã ba la mật có thể đạt đến trí nhất thiết chủng vì không học không đến vậy. Luận. Thích Đại Hoàn Nhân hoàn hỉ nói, Tu Bồ Đề trí rất sâu, không phá hoại giả danh mà nói thật tướng các pháp. Bấy giờ Phật khen Tu Bồ Đề rằng, như vậy, như lời giải thích nói. Hỏi, cớ sao Phật khen Tu Bồ Đề? Đáp, chỉ dạy người mà không tự cao, còn đệ tử thì thừa thuận giáo pháp của thầy. Có người thầy nói đệ tử không tín thọ, đệ tử nói thầy không nghe. Như người phàm phu khi ở giữa chúng nói pháp, tất cả lời nói đều bị phá không tín thọ. Vì Phật không có tâm tôi ta nên khen Tu Bồ Đề như vậy, như vậy. Lại nữa, Phật lấy tâm đại bi, muốn khiến chúng sinh tín thọ lời Tu Bồ Đề nói, nên khen trí Tu Bồ Đề rất sâu. Năm uẩn do nhân duyên hòa hợp sinh, không có tánh nhất định, chỉ có giả danh. Giả danh thật tướng là năm uẩn như như pháp tánh thật tế. Tu Bồ Đề nói không trái lý ấy. Vì sao? Vì thánh nhân biết danh tự là tục đế, thật tướng là đệ nhất nghĩa đế. Có sự nói ra là tùy theo người phàm phu, còn trong đệ nhất nghĩa đế không kia đây cũng không tranh cãi, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy.
chúng sinh không, cho đến kẻ biết kẻ thấy cũng không. Tu Đà Hoàn chỉ có giả danh, cho đến Phật cũng như vậy. Bồ Tát biết hết thảy pháp giả danh, thời nên học Bát Nhã Bà La Mật. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp chỉ có giả danh, đều không thuận theo tướng rốt ráo không của Bát Nhã Bà La Mật. Học như vậy không học sắc, là trong pháp giả danh không có sắc nhất định. Nếu không có sắc, thời làm sao học sắc? Vì sao? Vì Bồ Tát dùng năm mắt tìm sắc mà không thấy sắc ấy tướng hoặc ngã hoặc phù ngã, cho đến trí nhất thiết trùng cũng như vậy. Hỏi: vì sao chẳng thấy sắc? Đáp: trong sắc, sắc tướng không, không thể có được. Không thể thấy tức là tự tướng không, cho đến trí nhất thiết trùng cũng như vậy. Lại nữa, không học sắc là sắc ấy không, tương tự không thể học sắc không. Vì các pháp duyên biết tướng khác, không duyên biết tướng mình. Thế như người cưỡi ngựa, chẳng phải ngựa, cưỡi ngựa. Hỏi: nếu không học hết thảy pháp như vậy, làm sao học nhất thiết trí? Đáp: trong đây nói, nếu đối với các pháp không mà không chấp trước ấy là chân thật học sắc không. Nếu lại chấp trước không, ấy là phá các pháp mà không phá không. Nếu người phá sắc mà không chấp trước không, ấy thời sắc và không, không hai không khác. Ấy là học được sắc không, vì không thể có được nên chẳng thấy, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Vô lượng vô biên vô số Phật pháp là khen trí nhất thiết chủng. Trí nhất thiết chủng trên ở trong tâm Bồ Tát thời có hạn lượng, ở trong tâm Phật thời không hạn lượng. Vì vậy nên trên tuy nói học Phật pháp, nay lại nói riêng, nếu học được như vậy là chánh hành đạo Bồ Tát, học sắc không tăng không giảm. Tăng là nếu chỉ thấy bốn đại và bốn đại tạo sắc, sắc hương vị xúc hòa hợp thành thân, thời không sinh tâm chấp trước, để đối với thân này khởi lên các tướng nam nữ tốt xấu giải ngắn vân vân, cho nhất định là có thật sinh tâm nhiễm đắm, ấy là tăng. Nếu phá sắc khiến cho không tâm nhiễm đắm không ấy, ấy là giảm, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Chẳng thọ chẳng diệt là không, nên chẳng thọ. Nghiệp quả nhân duyên nối nhau nên chẳng diệt. Trong đây Tu Bồ Đề tự nói nhân duyên sắc thọ là không thể có được nên chẳng thọ. Lại vì sắc trong ngoài không nên chẳng thọ, sắc trong ngoài không, không nên chẳng diệt. Hỏi: nếu lấy 18 không mà làm các pháp không, sao trong đây chỉ nói nội ngoại không? Đáp: sắc thọ là không có, nên nói nội không, sắc không thể thọ, nên nói ngoại không. Vì nội ngoại không thấy nhiếp tất cả pháp không, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Nếu Bồ Tát học được như vậy, thời xuất sinh trí nhất thiết chủng. Vì trí nhất thiết chủng là tướng không chướng ngại. Nếu Bồ Tát quán tất cả pháp như hư không, không chướng ngại, thời ấy là học trí nhất thiết chủng, vì nhân quả giống nhau. Xá Lợi Phất nghĩ rằng, Bồ Tát nên phải diệt tất cả phiền não, nên phải lãnh thọ tất cả các pháp. Này học không thọ không diệt, thời làm sao xuất sinh trí nhất thiết chủng? Nghĩ như vậy rồi hỏi Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề đáp: phá tướng sinh của tất cả pháp nên chẳng sinh, phá tướng vô thường của tất cả pháp nên chẳng diệt, quán các tội lỗi của tất cả pháp nên chẳng thọ, quán các lợi ích của tất cả pháp nên chẳng bỏ, tất cả pháp tánh thường thanh tịnh nên chẳng nhơ, tất cả pháp hay sinh tâm nhiễm trước nên chẳng sạch, tất cả pháp tuy là có làm không làm, khởi diệt ra vào qua lại vân vân, mà chẳng nhiều chẳng ít, chẳng tăng chẳng giảm. Ví như biển cả muôn dòng chạy về mà chẳng tăng, hỏa châu nấu không giảm. Các pháp cũng như vậy, vì pháp tánh thường trú, vì tất cả pháp tự tánh không thể có được. Học được như vậy, thời xuất sinh đạt đến trí nhất thiết chủng, không thấy tướng học, không thấy tướng xuất, không thấy tướng Bồ Tát, không thấy tướng Bát Nhã Ba La Mật. Trong đây nói lược nên chỉ nói không học không xuất. Kinh: bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân hỏi Xá Lợi Phất: Bồ Tát Maha Tát nên tìm Bát Nhã Ba La Mật ở đâu? Xá Lợi Phất đáp: Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Tát Maha Tát nên tìm ở trong phẩm Tu Bồ Đề nói. Thích Đại Hoàn Nhân hỏi Tu Bồ Đề: đó là do thần lực của ông sai Xá Lợi Phất nói Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Tát Maha Tát nên tìm ở trong phẩm Tu Bồ Đề ư? Tu Bồ Đề đáp Thích Đại Hoàn Nhân: chẳng phải do thần lực của tôi. Thích Đại Hoàn Nhân hỏi Tu Bồ Đề: ấy là do thần lực của ai? Tu Bồ Đề đáp: là do thần lực của Phật. Thích Đại Hoàn Nhân nói: hết thảy pháp đều không có chỗ lãnh thọ, cớ sao nói đó là do thần lực của Phật? Vì lìa tướng không có chỗ lãnh thọ, kinh Đại Bát Nhã ghi không chỗ nương tựa giữ gìn, Như Lai không thể có được, lìa như Như Lai không thể có được. Tu Bồ Đề nói với Thích Đại Hoàn Nhân:
Như vậy, Kiều Thi Ca, Lý tướng không có chỗ lãnh thọ, Như Lai không thể có được. Lý Như Như, Như Lai cũng không thể có được. Trong tướng không có chỗ lãnh thọ, Như Lai không thể có được. Trong Như Như, Như Lai không thể có được. Trong sắc Như Như, Như Lai Như Như không thể có được. Trong Như Lai Như Như, sắc Như Như không thể có được. Trong tướng sắc pháp, tướng Như Lai pháp không thể có được. Trong tướng Như Lai pháp, tướng sắc pháp không thể có được. Trong tướng thọ tưởng hành thức pháp cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Kiểu thi ca, trong Như Lai với sắc Như Như chẳng hợp chẳng tán. Kinh Đại Bát Nhã ghi, chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Trong thọ tưởng hành thức, Như Như chẳng hợp chẳng tán. Như Lai lìa sắc Như Như chẳng hợp chẳng tán, lìa thọ tưởng hành thức Như Như chẳng hợp chẳng tán, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Như Lai với tướng sắc pháp chẳng hợp chẳng tán, với tướng thọ tưởng hành thức pháp chẳng hợp chẳng tán. Như Lai với tướng lìa sắc pháp chẳng hợp chẳng tán, với tướng lìa thọ tưởng hành thức pháp chẳng hợp chẳng tán, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Kiểu thi ca, như vậy trong hết thảy pháp chẳng hợp chẳng tán. Lìa thần lực Phật vì dùng phương tiện không nhiếp thọ pháp gì, vì không y trì. Như Kiều Thi Ca nói, Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Tát Ma Ha Tát nên tìm ở chỗ nào? Kiều Thi Ca không nên ở trong sắc tìm Bát Nhã Ba La Mật, cũng không nên lìa sắc tìm Bát Nhã Ba La Mật, không nên ở trong thọ tưởng hành thức tìm Bát Nhã Ba La Mật, cũng không nên lìa thọ tưởng hành thức tìm Bát Nhã Ba La Mật. Vì cớ sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật với sắc thọ tưởng hành thức, tất cả pháp ấy đều chẳng hợp chẳng tán, không sắc không hình không dối, chỉ một tướng tức là vô tướng, cho đến trong trí nhất thiết chủng không nên tìm Bát Nhã Ba La Mật, cũng không nên lìa trí nhất thiết chủng tìm Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật với trí nhất thiết chủng, tất cả pháp ấy đều chẳng hợp chẳng tán, không sắc không hình không dối, chỉ một tướng tức là vô tướng. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải sắc, cũng chẳng phải lìa sắc, chẳng phải thọ tưởng hành thức, cũng chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức, cho đến chẳng phải trí nhất thiết chủng, cũng chẳng phải lìa trí nhất thiết chủng. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải sắc như, cũng chẳng phải lìa sắc như, chẳng phải thọ tưởng hành thức như, cũng chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức như. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải lìa sắc pháp, chẳng phải thọ tưởng hành thức pháp, cũng chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức pháp, cho đến chẳng phải trí nhất thiết chủng như, cũng chẳng phải lìa trí nhất thiết chủng như. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải pháp trí nhất thiết chủng, cũng chẳng phải lìa pháp trí nhất thiết chủng. Vì sao? Kiểu thi ca, vì hết thảy pháp đều không có gì không thể có được, vì không có gì không thể có được nên Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải sắc, cũng chẳng phải lìa sắc, chẳng phải sắc như, cũng chẳng phải lìa sắc như, chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải lìa sắc pháp, cho đến chẳng phải trí nhất thiết chủng, cũng chẳng phải lìa trí nhất thiết chủng, chẳng phải trí nhất thiết chủng như, cũng chẳng phải lìa trí nhất thiết chủng như, chẳng phải pháp trí nhất thiết chủng, cũng chẳng phải lìa pháp trí nhất thiết chủng. Luận hỏi Phật: Xá Lợi Phất Tu Bồ Đề, từ trước lại đây đã dùng bốn mũi nhân duyên thuyết minh tướng Bát Nhã Ba La Mật, này cớ gì Thích Đề Hoàn Nhân hỏi nên tìm Bát Nhã ở đâu? Đáp: Đây không hỏi về thể Bát Nhã, chỉ hỏi việc ngôn thuyết danh tự Bát Nhã có thể tụng đọc. Thế nên Xá Lợi Phất nói, nên nơi phẩm của Tu Bồ Đề nói mà tìm. Tu Bồ Đề ưa nói không vì thường khéo tu tập không. Xá Lợi Phất, tùy trí tuệ đệ nhất, vì không có tâm tôi tà tật đố lại rất pháp ái, nên nói hãy tìm ở nơi phẩm của Tu Bồ Đề nói. Hỏi, Phật nơi nơi nói Bát Nhã Ba La Mật, muốn sánh với điều Tu Bồ Đề nói gấp trăm ngàn vạn không thể dùng toán số thí dụ sánh được, cớ sao không nói tìm trong phẩm của Phật nói? Đáp, ý của Thích Đại Hòa Nhân là trừ Phật ra, ai là người khéo nói? Vì vậy Phật suy cử Tu Bồ Đề. Lại nữa, Phật thường ngày đêm sáu thời dùng Phật nhãn quán xét chúng sinh, không để cho vì không nghe pháp phải đoạn lạc, nên tùy chỗ chúng sinh có thể hiểu, có thể được, có thể tu tập mà nói. Hoặc nói Bát Nhã Ba La Mật vô thường, khổ, không, vô ngã, như bệnh, như ung, vân vân, gọi là Bát Nhã Ba La Mật, hoặc phân biệt tướng trung tướng riêng của các pháp, hoặc nói các pháp như duyên hòa hợp sinh, không có kẻ làm, kẻ thọ, kẻ biết, kẻ thấy, gọi là Bát Nhã Ba La Mật, hoặc nói pháp không, hoặc nói rốt ráo không, gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Vì vậy, nên không bảo, nên tìm trong phẩm của Phật dạy. Lại,
Tâm niệm thích đề hoàn nhân không biết thế nào chắc chắn là tướng bát nhã nhất định. Vì vậy, xá lợi Phất nói hít tu bồ đề thường thâm nhập không, lời nói ra đều hướng về không, cái không được nói ấy cũng không, cho nên nói hãy tìm trong phẩm của tu bồ đề nói. Thích đề hoàn nhân hoan hỷ tán thán tu bồ đề rằng, thần lực đại đức rất lớn, tu bồ đề khiêm nhường nói, chẳng phải sức tôi, đó là thần lực nhiếp thọ của Phật. Thích đề hoàn nhân nói, nếu hết thảy pháp đều không có nhiếp thọ, làm sao nói đó là thần lực nhiếp thọ của Phật? Nếu địa tướng không nhiếp thọ, thì Như Lai không thể có được. Nếu như như, thì Như Lai không thể có được. Thích Đề Hoàn Nhân nghĩ rằng, hết thảy không có tướng nhiếp thọ, hết thảy pháp không, không nơi nương tựa, thời làm sao sẽ nói nhất định có Như Lai? Nếu không có Như Lai, làm sao có thần lực nhiếp thọ? Lại, địa tướng không nhiếp thọ, thì Như Lai cũng không thể có được. Này lìa như như, Như Lai không thể có được. Hỏi, tướng không nhiếp thọ với như như có gì sai khác? Đáp, thời tướng các pháp cũng gọi là không nhiếp thọ, cũng gọi là như như. Các pháp không thể dính mắc nên gọi là không nhiếp thọ. Các khí luận không thể phá hoại nên gọi là như như. Này người không, Như Lai không thể có được, lìa không cũng không thể có được. Tu Bồ Đề nhận đúng, nói, như vậy, nay Tu Bồ Đề nói rộng việc ấy. Nơi tướng không nhiếp thọ, tướng như như, Như Lai không thể có được, hoặc dùng danh tự Phật gọi là Như Lai, hoặc dùng danh tự chúng sinh gọi là Như Lai. Như đời trước đến đời sau cũng đi như vậy, ấy gọi là Như Lai, cũng gọi là Như Khứ. Như trong 14 trí nạn nói, sau khi chết, Như Khứ, Như Lai là có tồn tại hay không tồn tại, hay cũng có cũng không tồn tại, hay cũng chẳng phải có chẳng phải không tồn tại. Phật gọi là Như Lai, là như Phật Định Quang, Nhiên Đăng, hành sáu ba la mật được thành Phật Đạo. Phật Thích Ca Văn cũng như vậy mà đến nên gọi là Như Lai. Như Phật Định Quang có trí biết các pháp như như, từ trong như như mà đến nên gọi là Như Lai. Phật Thích Ca Văn cũng như vậy mà đến nên gọi là Như Lai. Trong hai nghĩa Như Lai trên, đây là nói về Phật Như Lai. Nhận hiểu Phật Như Lai không có gì, hết thảy chúng sinh, hết thảy pháp đều như vậy, cũng không có gì. Không có nghĩa nhiếp thọ và Như Lai, như trước đã nói, nó sẽ lược nói lại. Tướng không nhiếp thọ, tướng Như Lai đều không, không có gì, không có tướng nhiếp thọ, không có tướng như như. Vì không có định tánh nên không có Như Lai. Có người nói, có hai cách nói thật tướng các pháp. Một, tướng các pháp rốt ráo không là thật. Hai, có người nói rốt ráo không ấy có thể chỉ có thể nói nên chẳng phải thật. Như tướng Niết Bàn chẳng thể chỉ, chẳng thể nói, ấy gọi là thật. Đời hai việc ấy trong rốt ráo không, Như Lai không thể có được. Trong thật tướng phá rốt ráo không, Như Lai cũng không thể có được. Rốt ráo không tức là tướng không nhiếp thọ. Thật tướng phá rốt ráo không tức là như như. Từ đây trở đi nói rộng hai nghĩa, nơi nằm ẩn cho đến trí nhất thiết chủng, Như Lai không thể có được. Vì Như Lai không thể có được, làm sao sẽ có thần lực Như Lai? Như Lai không thể có được như trên đã nói. Năm uẩn chẳng phải Như Lai, lìa năm uẩn chẳng phải Như Lai. Năm uẩn không ở trong Như Lai, Như Lai không ở trong năm uẩn. Như Lai cũng chẳng có năm uẩn. Tướng năm uẩn sinh diệt vô thường, khổ không vô ngã, nên chẳng phải là Như Lai. Nếu là Như Lai, thì Như Lai cũng phải sinh diệt. Lại nữa, năm uẩn là năm pháp, Như Lai là một. Làm sao năm pháp là một? Nếu năm tức là một, một cũng phải tức là năm. Nếu như vậy, pháp thế gian, pháp xuất thế gian đều bị rối loạn, hư hoại do các nhân duyên như vậy, nên năm uẩn chẳng phải Như Lai. Nếu lìa năm uẩn có Như Lai, thời Như Lai phải không có thấy, không có nghe, không có biết, không có hiểu, cũng không có cảm giác khổ vui. Vì cớ sao? Vì tri giác là pháp của năm uẩn. Hỏi, Như Lai dùng mắt tài trí tuệ thấy biết được thì có lỗi gì? Đáp, hay thấy là mắt chẳng phải Như Lai. Nếu Như Lai chẳng phải là tướng hay thấy, dùng mắt mới thấy được. Vậy khi chưa tiếp nhận sắc, làm sao biết dùng mắt để thấy? Và như thế thì cũng có thể dùng ta thấy chứ? Hỏi, Như Lai dùng trí tuệ phân biệt có thể biết, mắt có thể thấy, các căn khác không thể thấy. Vì vậy nên dùng mắt mà không dùng các căn khác. Đáp, biết cũng có lỗi như mắt, vì biết là việc của năm uẩn, chẳng phải là Như Lai. Nếu dùng cái biết để biết mắt, vậy lại dùng gì để biết cái biết đó? Hỏi, Như Lai dùng biết để biết mắt, dùng mắt để biết sắc. Nếu muốn biết Như Lai, thời lấy gì biết được? Nếu lấy Như Lai biết Như Lai, ấy thời vô cùng. Đáp,
Tướng biết ở trong biết, như là nếu biết tức là tướng biết, nếu là tướng biết thời là vô thường, nếu vô thường thời không có đời sau. Lại nữa, lìa năm uẩn có như lai, thời như lai lý đáng phải là thường, như tướng hư không không nên biến khác, chịu khổ chịu vui cũng nên không có trói không có mở, vân vân. Có các sai lầm như vậy, phá dị biệt nên năm uẩn chẳng ở trong như lai, như lai chẳng ở trong năm uẩn, cũng chẳng phải như lai có năm uẩn. Hỏi: lẽ đáng do nhân duyên năm uẩn nên có như lai, nếu không có năm uẩn thời không có như lai. Đáp: nếu do nhân duyên năm uẩn có như lai, thời như lai không có tự tánh, nếu không có tự tánh thời đâu từ tha tánh sinh được. Trong năm uẩn tìm nơi mỗi uẩn không thể có được như lai, vì thế nên không có như lai. Chỉ do hí luận nên nói như lai, vì dứt hí luận nên không có như lai. Như lai là pháp chẳng sinh chẳng diệt, làm sao dùng hí luận mà tìm như lai. Nếu dùng hí luận tìm như lai, thời không thấy như lai. Nếu trong hoàn toàn không có như lai, thời rơi vào tà kiến. Thế nên, nếu dùng hí luận có hay không có mà tìm như lai, thời không đúng. Tướng như lai tức là tướng tất cả pháp. Tướng tất cả pháp tức là như lai. Tướng như lai tức là tướng rốt ráo không. Tướng rốt ráo không tức là tướng tất cả pháp. Hỏi, trong đấy cớ sao chỉ nói hai việc, là nói trong năm uẩn như không có như là như, trong như là như không có năm uẩn như. Đáp: đây là nói lược, nói hai thời cả năm việc đều thù nhiếp. Lại nữa, 20 ngã kiến, sắc là ngã, ngã là sắc, sắc lớn, ngã nhỏ, ngã ở trong sắc, ngã lớn sắc nhỏ, sắc ở trong ngã, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Tuy tất cả phàm phu đều có, nhưng không thể khởi lên một lần. Này trong hội này mê lầm hai việc ấy, chỉ nên nói hai việc như năm uẩn cho đến trí nhất thiết trùng cũng như vậy. Tướng pháp năm uẩn cho đến tướng pháp trí nhất thiết trùng cũng như vậy. Năm uẩn như tức là pháp tướng. Hỏi: nếu như tức là pháp tướng, cớ sao nói lặp lại? Đáp: hành giả khi biết đến năm uẩn như tâm kinh sợ rằng cớ sao pháp tướng rốt ráo không có gì, vì thế nên nói pháp tướng năm uẩn tự nó như vậy. Như người đụng lửa cháy tay, thời không có tâm giận, vì biết tướng lửa tự nó như vậy. Nếu người chấp lửa đốt, thời sẽ oán giận, vì nó chấp lửa đốt. Như lai nói năm uẩn như, nói pháp tướng năm uẩn chẳng hợp, chẳng tán, chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Là chứ năm uẩn như không có như lai, thời là một tướng, tức là vô tướng. Vì cớ sao? Vì một pháp thì chẳng hợp chẳng tán, có hai pháp nên mới có hợp có tán. Lìa pháp tướng năm uẩn cũng không có hợp có tán. Vì cớ sao? Vì lìa pháp tướng năm uẩn, Như Lai không thể có được. Pháp tướng Như Lai như và pháp tướng năm uẩn như không hai không khác. Lìa năm uẩn như năm uẩn pháp tướng cũng chẳng hợp chẳng tán, cho đến trí nhất thiết trùng cũng như vậy. Biết được pháp tướng như vậy, chẳng hợp chẳng tán nên có thần lực ấy. Nên tìm ở chỗ nào là từ trước lại đây, nhân nơi thần lực của Phật nói tướng bát nhã, ở đây nói thẳng làm sao tìm bát nhã. Luận giả nói, năm uẩn hư dối vô thường, trước không này có,